Những ngày qua, một số chợ truyền thống trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã hoạt động trở lại để phục vụ người dân. Mặc dù số lượng quầy hàng mở lại ít, trong khi nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân là rất lớn. Tuy nhiên, việc mua bán tại những chợ này luôn được đảm bảo trật tự và tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Đến nay, quận Cẩm Lệ đã có 3 chợ hoạt động trở lại là Cẩm Lệ, Hòa An và Hòa Thọ Tây. Tại các chợ này, có rất ít quầy hàng đủ tiêu chuẩn để hoạt động trở lại, chủ yếu phục vụ các mặt hàng rau củ quả, thủy sản, thịt và đồ khô. Hàng hóa được bán thông qua ban điều hành tổ dân phố với khung giờ nhất định, theo đơn đặt hàng của người dân. Khi đến mua hàng, đại diện ban điều hành tổ dân phố đều tuân thủ quy định 5K, xếp hàng chờ đến lượt. Đến thời này có thể nói là cái hoạt động của chợ Cẩm Lệ rất là tốt, đảm bảo được yêu cầu của người dân. Theo đại diện ban quản lý các chợ quận Cẩm Lệ, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ban quản lý các chợ đã sắp xếp các quầy hàng cách nhau tối thiểu 5m, lối vào lối ra được bố trí riêng biệt, đồng thời bố trí cho người mua hàng xếp hàng đảm bảo khoảng cách tránh tiếp xúc. Buổi sáng thì từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa, buổi chiều thì 15 giờ đến 19 giờ trong ngày, đảm bảo lực lượng phòng chống dịch. Việc mở lại chợ truyền thống là hết sức cần thiết nhằm cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm để người dân an tâm, ai ở đâu thì ở đó. Đặc biệt, việc đảm bảo hoạt động mua bán diễn ra trật tự, an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch sẽ là yếu tố quan trọng để duy trì và từng bước đưa chợ truyền thống trở lại hoạt động bình thường.